Mỹ Ngưỡng mới chào quý cô chú anh chị. Và hôm nay đã là ngày thứ tư quý cô chú anh chị mình trải nghiệm thực phẩm bổ sung Alpha Quick Life. Và đây là thực phẩm bổ sung có thành phần sữa non rất là quý giá. Và trong sữa non có một thành phần rất là đặc biệt, đó là các thể AGC tự nhiên từ sữa non của bò. Và mỗi ngày chúng ta dùng một muỗng rưỡi sữa tương đương là 16 gram thì sẽ cung cấp cho chúng ta là 300 mg kháng thể, thì tương đương với một lon thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lala thì sẽ cung cấp cho chúng ta là 8.400mg kháng thể. Và để so sánh với bên ngoài, với trong bệnh viện thì để mua là 8.400mg kháng thể thì chúng ta phải mất hơn 10 triệu đồng. Bởi vì hàng ngày cơ thể của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều tác nhân gây bệnh, cho nên các chuyên gia khuyến cáo là mỗi người mỗi ngày nên bổ sung kháng thể để tăng cao hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng để chống viêm nhiễm cho cơ thể. Và bên cạnh đó, nếu như cơ thể của chúng ta thiếu kháng thể thì sẽ gây ra các viêm nhiễm như là viêm son, viêm mũi, viêm dạ dày, viêm đại tràng. Và trong 3 ngày đầu tiên thì quý khách đã dùng mỗi ngày là 50 ml nước cộng với nửa muỗng sữa. Và dùng mỗi ngày là 2 lần, sáng 1 lần, chiều 1 lần. Và hôm nay là ngày thứ tư thì quý khách hàng hãy dùng tăng lên là 100 ml nước cộng với 1 muỗng sữa, sáng một lần, chiều một lần. Buổi sáng thì mình dùng sau khi thức dậy vệ sinh xong thì mình hãy lắc một ly sữa Alpha để mà mình dùng lúc bụng đói, bụng rỗng để tăng độ hấp thu tối đa. Và buổi chiều thì mình dùng vào khoảng 2-3 giờ chiều, cũng lúc bụng đói hoặc là trước khi ăn nửa tiếng. Và bây giờ Mỹ Ngữ sẽ pha sữa. Ngày thứ tư thì mình dùng mỗi lần là 100 ml nước cộng với 1 muỗng sữa. Và cách pha mình cũng pha giống như 3 ngày đầu tiên, cho nước vào, sau đó cho sữa vào và mình đẩy nắp ly lại, sau đó mình lắc đều. Mình lắc đều từ 1 đến 2 phút để cho sữa nó tan đều, sữa có độ sệt lại. Và cả nhà nhớ là mình pha pha sữa bằng nước sôi để nguội hoặc là nước lọc, nước suối nha. Mình uống xong thì mình không chén ly uống lại, mà nửa tiếng sau mình ăn uống bình thường. Và trong thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lala có kháng thể, có lợi khuẩn tiêu hóa, cho nên trong thời gian đầu tiên quý khách dùng thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lala thì mình sẽ cảm nhận rất tốt về sản phẩm và sẽ có quá trình chuyển hóa, bởi vì có hàm lượng kháng thể và lợi khuẩn tiêu hóa sẽ giúp đào thải độc tố qua đường tiểu, đường tiện hoặc là qua da. Cho nên khi mình dùng, mình thấy những cái chuyển biến của cơ thể thì cả nhà hãy vui mừng những chuyển biến đó, vì khi mình dùng mình có tác dụng, cơ địa mình hấp thu tốt thì mình sẽ có những cái cảm nhận khác. Bây giờ Mỹ Ngữ đã lắc được 2 phút và cả nhà thấy là sữa có độ sệt lại và sữa nó mịn, nó chảy chậm từ trên xuống dưới, thì mình hãy mở ly ra mình uống liền. Mời cả nhà dùng sữa non với mình nha. Mỗi sáng mình dùng một ly Alpha thì đã cung cấp cho mình đầy đủ dinh dưỡng rồi cả nhà, đặc biệt là có thành phần kháng thể giúp cho mình tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch để mình chống những viêm nhiễm, những tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Và cái này nhớ là sau khi uống xong mình không có chén ly uống nước, nửa tiếng sau mình ăn uống bình thường nha. Và đó là những chia sẻ của Mỹ Ngữ dành cho quý khách hàng trong ngày thứ tư mình dùng sản phẩm. Cả nhà nhớ là trong 3 ngày đầu thì mỗi lần mình dùng là 50 ml nước cộng với nửa muỗng sữa, và từ ngày thứ tư thì mình sẽ tăng lên, mỗi lần thì mình dùng là 100 ml nước cộng với 1 muỗng sữa, và cũng dùng mỗi ngày là 2 lần, sáng 1 lần, chiều 1 lần, dùng khi bụng đói hoặc là nửa tiếng sau mình ăn uống bình thường. Cả nhà nhớ là pha bằng nước lọc hoặc là nước sôi để nguội nha. Và rất cảm ơn quý cô chú, quý anh chị đã tin tưởng dùng sản phẩm bên công ty New May Việt Nam. Và chúc quý cô chú, quý anh chị dồi dào sức khỏe, an lành và nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống nha. Hẹn quý cô chú anh chị trong video sau. Sữa non, món quà dinh dưỡng đầu tiên mà thiên nhiên ban tặng. Sữa non được công nhận về mặt khoa học và y tế về khả năng bảo vệ miễn dịch vượt trội và các kháng thể từ thiên nhiên. Sữa non hỗ trợ tái hiệu chỉnh hệ thống miễn dịch và kéo dài tuổi thọ, phòng ngừa lão hóa. Sản phẩm Alpha Lipid Lifeline có thành phần từ sữa non,
sử dụng công nghệ alpha lipid đã được cấp bằng sáng chế nhằm bảo vệ phân tử xenon thiết yếu, giúp tối đa hóa lợi ích của sản phẩm, bổ sung các vitamin thiết yếu và khoáng chất để hỗ trợ một hệ miễn dịch khỏe mạnh.